Thời gian gần đây, sau khi báo Tuổi Trẻ đăng tải bài điều tra về sản phẩm của Asanzo, nhiều nhà bán lẻ trong nước đã có động thái ngừng bán các sản phẩm của Asanzo. Không những vậy, một số nhà bán lẻ lớn như là Điện Máy Xanh hay Nguyễn Kim thậm chí còn có chính sách hỗ trợ đối với sản phẩm TV Asanzo. Ngày 3 tháng 7 vừa qua, Asanzo đã phát đi thông báo phản đối chính sách thu hồi, đổi trả hàng hóa thương hiệu Asanzo. Công ty này cũng khẳng định hàng hóa bán trên thị trường là hợp pháp và có nguồn gốc rõ ràng. Trong thông báo gửi các đối tác, Asanzo chia sẻ sẽ không có chủ trương thu hồi mọi sản phẩm mang thương hiệu Asanzo và không đồng ý cũng như chấp nhận các chính sách này của khách hàng và đối tác vì tất cả hàng hóa đều được Asanzo phân phối. Bên cạnh đó, Asanzo cũng khẳng định và cam kết hàng hóa kinh doanh của họ là hợp pháp, được phép lưu thông trên thị trường, có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật của Việt Nam. Vì vậy, họ sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm, nghĩa vụ, bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nếu có, cũng như bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hàng hóa trong toàn bộ quá trình mà khách hàng và đối tác tự ý thực hiện chính sách, quy trình đổi trả được nêu trên đây mà không nằm trong chính sách đổi trả, bảo hành mà Asanzo đã công bố. Bên cạnh những lùm xùm liên quan tới nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, công ty này còn vướng vào kiện tụng với doanh nghiệp cùng ngành liên quan tới sở hữu trí tuệ. Trong đó thì Asanzo là bị đơn. Mới đây, tòa đã tuyên bố buộc Asanzo Việt Nam phải ngừng lưu hành nhãn hiệu hình dán trên web và sản phẩm. Mới đây, tòa cấp sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của công ty Đông Phương buộc Asanzo Việt Nam chấm dứt sử dụng nhãn hiệu Asanzo hình có dấu móc và bồi thường cho nguyên đơn 100 triệu đồng vì xâm phạm quyền nhãn hiệu theo Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ. Hai bên sau đó đều kháng cáo, phía Đông Phương yêu cầu bồi thường 500 triệu đồng như đơn khởi kiện, còn phía Asanzo Việt Nam cho rằng việc Đông Phương gửi đơn thư tố cáo tới nhiều đơn vị, tổ chức gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty nên yêu cầu Đông Phương phải xin lỗi, cải chính công khai 3 số liên tiếp trên các báo. Theo đó, tòa cấp phúc thẩm tuyên buộc công ty Asanzo Việt Nam chấm dứt hành vi xâm phạm, cụ thể là chấm dứt sử dụng nhãn hiệu hình Asanzo có dấu móc dán trên giao diện trang web có địa chỉ asanzo.com.vn, biểu hiện và các sản phẩm thuộc nhóm 7, 9, 11 đang lưu hành trên thị trường. Xóa bỏ nhãn hiệu đã dán trên toàn bộ sản phẩm thuộc nhóm trên đang lưu hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam, có trách nhiệm thanh toán cho công ty Đông Phương số tiền 100 triệu đồng. Tuy nhiên, bên phía Asanzo cho rằng, Cục Sở hữu trí tuệ là bên có chuyên môn về sở hữu trí tuệ duy nhất tại Việt Nam. Tòa chỉ đi thu thập một phía từ Asanzo, không thu thập từ bên khác, trong khi bên Asanzo Việt Nam chưa được giải trình.